Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hồ Yêu Loạn Thế của tác giả Khát Chí. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ nhấp like, chia sẻ video và đừng quên comment những nhận xét của quý vị sau mỗi video. Đặc biệt, hãy donate cho kênh để kênh có thêm kinh phí xây dựng, duy trì và để Khánh Duy có thêm động lực ra được nhiều video hơn gửi tới quý vị. Và không để mất thời gian của quý vị, chúng ta tiếp tục vào câu chuyện của ngày hôm nay, Hồ Yêu Loạn Thế. Mời quý vị lắng nghe. Cảm thụ của trang chủ Kiều U Sơn Trang Lục Kiếm Nam sâu sắc hơn so với tất cả mọi người. Mới vừa rồi, phần áp lực lại khiến hắn không cách nào nhúc nhích. Ngay cả muốn phân ra một phần lực lượng bảo hộ nữ nhi bên cạnh cũng không có khả năng. Thế nhưng, ngay khi hắn lo lắng lại bất ngờ phát hiện Lục Tử Huyên ở bên cạnh hắn vẫn ở nguyên tại chỗ, giống như hoàn toàn không cảm thụ được áp lực. Nhưng Lục Thiên Kỳ ở bên cạnh Lục Tử Huyên lại không có may mắn như thế, đã ói ra vài ngụm máu, sau đó ngã xuống đất không động đậy. Việc này khiến Lục Kiếm Nam đối với năng lực của Phương Tử Vũ kinh ngạc không hiểu. Ở công kích lực không khác biệt lại còn có thể phân tâm bảo vệ người mà hắn muốn bảo vệ. Chỉ riêng phần lực lượng này đã khiến Lục Kiếm Nam không theo kịp. Trong lòng cũng thầm than, may mà lúc trước bởi vì chuyện của nữ nhi nên không có đắc tội với ma đầu này, nếu không Kiều U Sơn Trang đã xóa tên từ lâu. Một thân ảnh từ trong mây mù mơ hồ đi ra, mỗi khi hắn bước đi một bước liền khiến tim của mọi người đập nhanh hơn một chút. Xa cách 4 năm, Ma Tôn đã lại xuất hiện. Về phần Bách Kiếp vừa mừng vừa sợ, tuy rằng tối hôm qua đã được Từ Ngạo Thiên nhắc nhở, biết Phương Tử Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội này đến tìm kẻ thù báo thù, nhưng ông tuyệt đối không ngờ tới phương thức xuất trận của Phương Tử Vũ lại kiêu ngạo như thế. Vừa mới xuất hiện đã chấn nhiếp toàn trường. Bách Kiếp và Bách Độ đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự vui mừng trong mắt của đối phương. Đứa nhỏ đã trưởng thành, không cần vì hắn lo lắng nữa. Toàn trường vô cùng yên tĩnh, không có tiếng kêu sợ hãi, cũng không có lời tức giận chửi bới. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở một nơi, một khuôn mặt anh tuấn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trần Tâm cắn chặt răng, dù sao nơi này cũng là địa phương của nàng, nếu có người xảy ra chuyện ở trong Tiên Cư Phái, nàng cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Cố nén kinh hãi trong lòng, hai tay nàng chống lên hai thành ghế muốn đứng lên. Lúc này một bàn tay to lớn ôn nhu nhẹ đặt trên vai nàng, quay đầu nhìn lại chính là trượng phu của Trần Tâm đang đứng trước nàng khe khẽ lắc đầu. Ở Bồng Lai Tiên Cảnh mấy ngày nay, các nam đệ tử đến ở rể trong Tiên Cư Phái cũng đã lần lượt xuất hiện cùng người khác gặp mặt, mà nam đệ tử này đã từng là đệ tử xuất chúng của một đại phái, bây giờ là trượng phu của Trần Tâm, Vọng Hải. Vọng Hải chậm rãi đứng lên, Trần Tâm sắc mặt khẽ biến, vội vàng kéo tay hắn lại, hướng hắn khẽ lắc đầu. Vọng Hải khẽ cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng, đang chuẩn bị hướng Phương Tử Vũ đi đến. Đúng lúc này, 300 thiết huyết kỵ đi theo Từ Ngạo Thiên đến đây không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất, đồng thanh hô to: "Tham kiến Nguyệt Vương điện hạ." Vọng Hải chấn động, cùng Trần Tâm và người đứng đầu các phái, sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên lời thề tối hôm trước của Từ Ngạo Thiên. Có người sâu không thể lường này, và thêm vào đó 300 thiết huyết kỵ nhanh nhẹn, dũng mãnh, kết quả của ngày hôm nay sẽ vô cùng thảm liệt. Ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía Từ Ngạo Thiên đang đứng ở trên đài, chỉ là hắn vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt thậm chí mang theo một chút tươi cười, nhìn không ra được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. "Đứng lên đi." Như trước vẫn là thanh âm lạnh lẽo kia. "Ta không phải là Nguyệt Vương của các ngươi." Trong đó một gã thiết huyết vệ, cũng chính là một người trong anh hùng thập nhị vệ lúc trước còn sống sót, cung kính nói: "Ngài vĩnh viễn là Nguyệt Vương của chúng tôi, chỉ cần ngài nói một câu, thiết huyết vệ nguyện vì Nguyệt Vương vượt qua nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ." "Vượt nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ." 300 người đồng thời hô to, khiến trong lòng mọi người đều chấn động. "Đứng lên, không cần các ngươi ra tay." Phương Tử Vũ chậm rãi đi qua bên người thuyết thuyết vệ, nhìn về phía bốn người Bách Kiếp, hơi gật đầu một cái. Chỉ có chính hắn mới biết cái gật đầu kia chỉ là hướng tới Bách Độ mà gật đầu. Đi ngang qua bên đài, Phương Tử Vũ dừng bước chân, nhẹ nhàng nói một tiếng: "Ca ca." Từ Ngạo Thiên khẽ cười nói: "Đi thôi, nhớ kỹ, huynh đã nói qua, trời sụp xuống cũng có huynh gánh." "Dạ." Một tiếng dạ đã bao hàm tâm tình vô hạn, cảm kích, kính trọng, nhớ thương. Phương Tử Vũ. Vọng Hải rốt cuộc không để ý sự ngăn cản của Trần Tâm, gọi lại Phương Tử Vũ. Một chân của Phương Tử Vũ vốn đã bước ra, chậm rãi thu hồi, xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vọng Hải hướng phía mình đi tới, và Trần Tâm đang theo sát phía sau Vọng Hải. Các trưởng lão của Tiên Cư phái lo lắng trưởng môn xảy ra chuyện, cũng vội vàng theo sát phía sau Trần Tâm. Đi tới trước người Phương Tử Vũ, Vọng Hải nhìn thật sâu thiếu niên mới hơn 20 tuổi này, kẻ đã sớm nổi danh khắp thiên hạ, cái tên tựa như tử thần trong truyền thuyết, trầm giọng nói: "Không biết Ma Tôn đến Tiên Cư phái chúng ta làm gì vậy?" Phương Tử Vũ thản nhiên nói: "Giết người." Hai chữ vô cùng đơn giản, lại khiến cho trái tim của tất cả mọi người không khỏi co thắt lại. Vọng Hải trầm giọng nói: "Giết ai? Anh hùng thiên hạ hay sao? Ngươi nên biết Tiên Cư phái ta sẽ không tọa sự bất quản." Phương Tử Vũ lạnh lùng ngắt lời: "Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ thuận tay diệt luôn Tiên Cư phái." Tiên Cư phái mọi người sắc mặt đại biến. Vọng Hải lại càng giận dữ cười to nói: "Ta đây sẽ nhìn xem Ma Tôn có phần năng lực này hay không." "Không được!" Một thân ảnh nhỏ nhắn phóng tới. "Ngữ Nhi, lui ra!" Người tới chính là Tiên Ngữ cùng với Lục Tử Huyên, được những kẻ nhiều chuyện gọi là nhị tiên tử. Nàng không để ý đến lời nói của Vọng Hải, ngược lại vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Phương Tử Vũ, nhẹ giọng nói: "Ông ấy là phụ thân của ta, ngươi..." Phương Tử Vũ nhìn nàng một chút nói: "Xem như nể mặt ngươi, ta bỏ qua cho hắn." Lời này vừa ra, toàn trường lại là một mảnh kinh ngạc. Mọi người đều biết Phương Tử Vũ từng hai lần cứu Lục Tử Huyên, người được gọi là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ, do đó quan hệ của hai người không giống như bình thường. Nhưng mọi người không nghĩ tới Phương Tử Vũ lại còn quen biết với hải ngoại đệ nhất tiên tử Tiên Ngữ, càng khiến người ta đố kỵ vận tốt của hắn. Vọng Hải giận dữ nói: "Còn không biết là ai buông tha ai?" Trần Tâm vội vàng tiến đến bên tai Vọng Hải, thấp giọng nói một câu. Vọng Hải sắc mặt khẽ biến, quay đầu không thể tin tưởng hỏi: "Hắn chính là người cứu Tiên Ngữ trong tay thượng cổ ma thú kia sao?" Trần Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này ngay cả trưởng lão ở bên cạnh cũng đã biến sắc, không nghĩ tới thiếu niên này chính là người có đại ân với Tiên Cư phái nửa năm trước. Nửa năm trước, Tiên Cư phái thu được tin tức ở trong khu vực Nam Hoang xuất hiện một con thượng cổ ma thú làm hại xung quanh. Nhân vật cấp thái thượng trong môn, vị tán tiên kia của Tiên Cư phái vẻ mặt hưng phấn, muốn tự thân đi thu phục con thượng cổ ma thú đó. Dù sao toàn thân nó đều là bảo bối. Sau khi xác định, trong Tiên Cư phái quyết định do mấy vị trưởng lão cùng đi trước. Lúc đó Tiên Ngữ cũng đòi đi theo. Vọng Hải và Trần Tâm thầm nghĩ, đã có tán tiên ở bên cũng sẽ không có chuyện gì, lập tức cũng đồng ý để nàng đi ra ngoài tăng thêm kiến thức. Thế nhưng khi nhóm người này chạy tới Nam Hoang, lại phát hiện ra thượng cổ ma thú kia đã sớm ăn no uống đủ, trốn đi tiêu hóa. Mọi người một đường tìm kiếm, lại đụng phải một tán tiên đồng dạng là tới tìm bảo bối. Tán tiên của Tiên Cư phái và tán tiên kia một lời không hợp nhau, hai người lập tức ra tay. Một trận chiến đấu này có thể nói là thiên hôn địa ám, quỷ khóc thần sầu. Cuối cùng vẫn là tán tiên của Tiên Cư phái thực lực hơn một chút, khó khăn lắm mới đem tán tiên kia đánh trọng thương đuổi đi. Nhưng chính bà ta cũng đã bị trọng thương. Vào lúc này con thượng cổ ma thú kia lại bị cuộc chiến của hai người lúc trước đánh thức, một đường tìm đến. Tán tiên sau khi bị thương liền ngồi xuống tại chỗ khôi phục. Lúc này không thể loạn động, bằng không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bốn vị trưởng lão của Tiên Cư phái chịu trách nhiệm bảo hộ, nhưng dù sao tu vi kém quá nhiều, không được một hồi bốn vị trưởng lão đều vùi thân trong bụng ma thú. Chỉ còn lại Tiên Ngữ và tán tiên sợ hãi không biết làm sao. Tán tiên không thể di chuyển, Tiên Ngữ thực lực lại quá kém. Tuy là như vậy, Tiên Ngữ vẫn là xông lên không chút cố kỵ. Tán tiên chỉ có thể âm thầm lo lắng. Mới vừa tiếp xúc, Tiên Ngữ liền bị ma thú gây thương tích. Tán tiên hoảng hốt, vốn định liều mạng tẩu hỏa nhập ma, cũng phải cứu Tiên Ngữ từ trong miệng ma thú. Đúng lúc này, đột nhiên một người toàn thân hắc y, một nam tử cả người tản ra khí thức băng lãnh từ trên trời giáng xuống, không chỉ xuất thủ cứu Tiên Ngữ ra, hơn nữa đại phát thần uy, lấy cái giá cực nhỏ đương trường giết chết con thượng cổ ma thú kia. Thực lực của nam tử này biểu hiện ra khiến tán tiên cũng kinh hãi, thầm nghĩ cho dù thời kỳ toàn thịnh của mình cũng không biết có thể liều mạng với hắn hay không. Nếu như hắn đã vừa ý dung mạo của Tiên Ngữ mà nổi lên ý xấu, thật đúng là tai vạ khó tránh. Nam tử kia bề ngoài vô cùng trẻ tuổi nhưng lại lạnh như băng. Khi nhìn thấy Tiên Ngữ thì sửng sốt một chút, khiến trái tim của Tán Tiên cũng nhảy đến cổ họng. May mà hắn chỉ sửng sốt một chút mà thôi, lập tức lại khôi phục bình thường. Sau đó trợ giúp Tiên Ngữ và Tán Tiên chữa thương. Khi chữa thương, Tán Tiên lại lần nữa cảm thụ được sự cường đại và bá đạo của hắn. Chân khí khổng lồ của hắn chạy vào trong cơ thể bà ta, mạnh mẽ chữa trị kinh mạch bị thương. Mặc dù thương thế đã được chữa trị tốt, nhưng đau đớn trong đó cũng là khó tả. Chẳng qua nam tử này có thể mạnh mẽ phá tan chân khí hộ mạch của bà ta, lại càng khiến cho sự kiêng nể của bà ta đối với hắn tăng lên một tầng. Trong lòng âm thầm quyết định, đời này kiếp này nhất định không thể là địch thủ với hắn. May mà khi nam tử giúp Tiên Ngữ trị thương đã không bá đạo như vậy, không biết là do Tiên Ngữ thụ thương rất nhẹ hay là nguyên nhân khác. Tóm lại, Tán Tiên thấy vẻ mặt của Tiên Ngữ không những không có vẻ đau đớn, trái lại mặt lộ ra vẻ mỉm cười, dường như rất hưởng thụ. Một khắc này Tán Tiên mới cảm thấy, thì ra đằng sau khuôn mặt lạnh lẽo kia còn có một trái tim nóng bỏng. Sau khi nam tử kia lại làm ra một màn khiến hai người bọn họ giật mình. Da của thượng cổ ma thú đúng là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Lúc trước bốn vị trưởng lão dùng hết phương pháp cũng không thể làm da của nó tổn thương chút nào. Nhưng sau khi trong tay nam tử này biến ra một thanh trường đao đen kịt, da thú vốn là đao thương bất nhập ở dưới đao của hắn lại giống như đậu phụ bị cắt dễ dàng. Sau khi lấy ra một khối thịt ma thú lớn, hắn liền muốn rời đi. Tiên Ngữ hỏi hắn vì sao chỉ cần thịt. Ngữ khí của nam tử kia vẫn là lạnh lùng, nói rất đơn giản. Thì ra một vị bằng hữu của hắn bị nhốt đã rất lâu rồi, cũng không có ăn qua thứ gì. Mấy ngày nay đột nhiên muốn ăn thịt, cũng chỉ định là thịt của con ma thú này. Hắn mới không quản ngàn dặm chạy tới đây chỉ vì lấy thịt này mà thôi. Nam tử nói xong liền biến mất trước mắt hai người, chỉ để lại Tiên Ngữ thất thần và Tán Tiên bị làm cho một đầu mơ hồ. Sau đó Tán Tiên thu thi thể của ma thú vào trong chữ vật, rồi mang Tiên Ngữ trở về Bồng Lai Tiên Cảnh. Trên đường gặp phải một đám người vẫn không muốn từ bỏ việc truy tung Phương Tử Vũ. Những người này kinh ngạc vì dung nhan tuyệt thế của Tiên Ngữ, may mà còn có Tán Tiên ở bên, ngược lại không xảy ra chuyện gì. Bọn họ vì có thể lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Tiên Ngữ, đều tự đánh trống tự thổi kèn. Hai người Tiên Ngữ và Tán Tiên thế mới biết, thì ra bọn họ là người truy sát Phương Tử Vũ. Sự tích kia của Phương Tử Vũ hai người sớm đã nghe qua. Tán Tiên mặc dù đối với sự hiếu sát của Phương Tử Vũ nhìn không quen, nhưng cũng không cho phép Tiên Cư Phái tham gia vào loại việc này. Tiên Cư Phái từ xưa đến nay chỉ lo thân mình. Thế nhưng sau khi những người đó lấy ra bức họa của Phương Tử Vũ, Tán Tiên và Tiên Ngữ sắc mặt đại biến, thì ra chính là hắn. Sau khi hai người trở lại Tiên Cư Phái, chỉ nói là được một người không biết tên cứu giúp. Biết chân tướng chỉ có Trần Tâm. Cũng từ khi đó Trần Tâm và Tán Tiên đều phát hiện sự thay đổi của Tiên Ngữ, thường xuyên ở một mình suy nghĩ đến thất thần. Đối với việc ấy Trần Tâm cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nếu như là một người khác thì tốt, nhưng nữ nhi là yêu kẻ thù chung của toàn bộ tu chân giới, đây là chuyện nàng tuyệt đối không thể đồng ý. Mãi đến sau đêm Từ Ngạo Thiên tới, Tiên Ngữ khẩn cầu Tán Tiên cùng nàng đi tìm hắn. Dù sao mọi người đều biết Từ Ngạo Thiên là huynh đệ duy nhất của Phương Tử Vũ. Tán Tiên cũng muốn biết nhiều hơn chuyện về hai nam tử truyền kỳ này. Dù sao lực rung động mà Phương Tử Vũ đem lại cho bà ngày đó đến nay vẫn khó quên. Sau lại bị Trần Tâm cản lại. Sau khi không thể lay chuyển được nữ nhi, Trần Tâm cũng muốn đồng thời đi tới. Ba người liền mang theo vài tên đệ tử tới chỗ mọi người ở Ngọc Hư Cung ở. Lại đúng lúc nghe thấy Từ Ngạo Thiên đang kể chuyện xưa. Chính là một câu chuyện xưa cảm động nhất thế gian, không những khiến Tiên Ngữ rơi lệ ngay tại chỗ, càng khiến Trần Tâm lúc đó ấn tượng đối với Phương Tử Vũ đã thay đổi rất nhiều. Mà Tán Tiên sau khi trở về cũng không nhịn được lắc đầu than thở, một mực cảm thán một người chí tình chí nghĩa, một kỳ nam tử của nhân gian. Đối với việc này Vọng Hải đương nhiên không biết, chẳng qua chuyện xưa của Từ Ngạo Thiên kia đã sớm được mấy tên đệ tử trong phái chính tai nghe thấy bàn tán xôn xao, làm cho toàn bộ nữ đệ tử của Tiên Cư Phái đã qua rất nhiều ngày vẫn khóc sướt mướt. Ngay cả chính hắn cũng vì nhân vật chính trong chuyện xưa mà cảm khái vạn phần. Cho nên khi Phương Tử Vũ vừa mới xuất hiện, các nữ đệ tử của Tiên Cư Phái trong ánh mắt nhìn hắn đều lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ kém không có cao giọng hét to. Tuy rằng Vọng Hải sau khi nghe chuyện xưa đúng là có ấn tượng rất tốt đối với Phương Tử Vũ, thậm chí sinh ra đồng tình, nhưng ở đây dù sao cũng là Tiên Cư phái, thê tử của hắn thân là chủ nhân nơi này, quyết không thể khiến khách nhân ở đây bị tổn thương. Đặc biệt ngày hôm nay là thời gian tu chân giả các phái trong thiên hạ tụ tập, cho nên hắn chỉ có thể ẩn giấu phần cảm tình này. Tiến lên trước một bước, Vọng Hải chắp tay nói: "Thì ra Ma Tôn chính là người lúc trước cứu tiểu nữ và trưởng bối trong phái từ miệng con thượng cổ ma thú. Phần đại ân này, Vọng Hải thay mặt mọi người Tiên Cư phái xin cảm tạ." Nói xong liền cúi người vái một vái. Câu nói này của Vọng Hải phân chia xử trí vô cùng tốt, vừa có thể công khai cảm tạ ân tình của Phương Tử Vũ, cũng kín đáo để tất cả mọi người ở đây biết Phương Tử Vũ có đại ân với Tiên Cư phái bọn họ. Nếu như thật sự phát sinh chuyện gì, Tiên Cư phái bọn họ cũng là ở thế khó xử. Dù sao cũng không thể lấy oán báo ân làm một tiểu nhân được, mà trên thực tế Phương Tử Vũ đích thực có đại ân với Tiên Cư phái. Trước không nói Tiên Ngữ là nữ nhi duy nhất của trưởng môn, chỉ riêng cứu Tán Tiên đã đủ làm cho toàn bộ Tiên Cư phái cảm kích vạn phần. Phải biết rằng lực ảnh hưởng của Tán Tiên kia đối với Tiên Cư phái, có thể nói Tiên Cư phái có được địa vị và an bình như ngày hôm nay, tất cả đều là người bên ngoài biết đến có một nhân vật như thế tồn tại ở Tiên Cư phái. Nếu như Tán Tiên xảy ra chuyện gì, trước không nói địa vị của Tiên Cư phái trong tu chân giới rất xuống ngàn trượng, bọn họ đầu tiên phải ứng phó chính là những kẻ bất lương mang ý đồ xấu đối với dung mạo xinh đẹp của các nữ đệ tử. Chỉ cần một điểm này đã đủ khiến cho bọn họ đau đầu muốn chết rồi. Cho nên trên ý nghĩa nào đó, Phương Tử Vũ đúng là đã cứu toàn bộ người của Tiên Cư phái bọn họ. Lời này của Vọng Hải vừa ra, không khí toàn trường vốn đã khác thường lại càng thêm đặc biệt. Cho dù là ai cũng biết chuyện ngày hôm nay rất khó có kết quả tốt. Ban đầu bọn họ còn dựa vào Tán Tiên trong truyền thuyết của Tiên Cư phái kia, hôm nay xem ra Tiên Cư phái có thể đứng ở vị trí trung lập cũng đã là rất tốt rồi. Phương Tử Vũ liếc mắt nhìn Vọng Hải thản nhiên nói: "Không cần cảm tạ, chỉ là đi ngang qua." Dứt lời liền muốn nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. "Ma Tôn, Nguyệt Vương xin chậm đã!" Vọng Hải vội kêu lên. Phương Tử Vũ chậm rãi xoay người, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Vọng Hải cười khổ nói: "Hôm nay các vị anh hùng làm khách trong Tiên Cư phái chúng tôi, mà Nguyệt Vương lại là ân nhân của Tiên Cư phái chúng tôi, vậy có thể xin Nguyệt Vương bỏ qua ngày hôm nay được không?" Phương Tử Vũ lạnh lùng nói: "Ta không rảnh." Vọng Hải cắn chặt răng, không để ý ánh mắt của Trần Tâm và sự ngăn trở của Tiên Ngữ, nói: "Như vậy Vọng Hải phải làm can rồi, ta không thể khiến cơ nghiệp ngàn năm của Tiên Cư phái hủy hoại trong chốc lát được." Phương Tử Vũ tiếp tục đi tới phía trước, cũng không quay đầu lại, nói: "Tùy ngươi." Vọng Hải giận quá, ngược lại cười nói: "Được, Ma Tôn cẩn thận." "Cha, không nên." Tiên Ngữ vốn định ngăn cản, lại bị Trần Tâm trước một bước kéo qua một bên. Trần Tâm rất hiểu Vọng Hải là không thể không ra tay, bằng không sau này trong tu chân giới sẽ không có chỗ của Tiên Cư phái. Vọng Hải tế ra một kiện pháp khí giống như bánh xe, hai tay rất nhanh kết ấn, quát to: "Ma Thiên Luân, đi!" Bánh xe to lớn giết lên nhằm hướng Phương Tử Vũ, mà lưng hắn lại vẫn quay về phía Vọng Hải, cùng Ma Thiên Luân rất nhanh tiếp cận. Ngay khi mọi người cho rằng Phương Tử Vũ tự đại như vậy nhất định phải ăn đòn đau, một tay của Phương Tử Vũ chỉ là nhẹ nhàng vung qua phía sau. Ầm một tiếng nổ lớn, mặt đất giữa Phương Tử Vũ và Vọng Hải thoáng chốc bị nổ ra một hố sâu lớn. Mà Thiên Luân bay ngược trở lại, được Vọng Hải tiếp ở trong tay, mà Vọng Hải cũng đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi, yếu ớt ngã vào trong lòng Trần Tâm. Tất cả mọi người xem đều ngẩn người ra, một chiêu gần như chỉ là vung tay lên, không chỉ phá Ma Thiên Luân, hơn nữa khiến hợp thể kỳ cao thủ Vọng Hải bị thương nặng. Có thể tưởng tượng ra tu vi của Phương Tử Vũ đạt tới một cảnh giới kinh thế hãi tục ra sao. Không có dừng lại nhiều, Phương Tử Vũ tiếp tục nhằm phương hướng của Hoa Nghiêm Tông đi tới. Vọng Hải lại phun ra một ngụm máu, cười khổ mà nói: "Xin lỗi, Vọng Hải tận lực rồi." Không cần hắn nói, người có chút năng lực cũng đã nhìn ra, vừa nãy thanh thế kia Vọng Hải đích thực là dùng hết toàn lực rồi, bằng không sự cắn trả của Ma Thiên Luân cũng sẽ không khiến hắn bị thương nặng như vậy. Mỗi một bước Phương Tử Vũ bước đi đều như vạn quân cự trùy nặng nề nện ở trong lòng mọi người. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng cuồng tiếu truyền tới. Tiểu Hoa Nhi, 4 năm không gặp, ngươi lại tiến bộ rồi. Nghe được thanh âm này, sắc mặt của Phương Tử Vũ càng thêm lạnh lẽo, cũng mơ hồ hiện ra vẻ hung ác lạnh lùng nói: Ngươi vẫn chưa chết sao? Ta cũng một mực tìm ngươi, Phong Sư. Trong sương mù nồng đậm, một thân ảnh chậm rãi đi ra, tuy già nhưng vẫn trắng kiện, hơi có chút dáng dấp của thần tiên. Đạo hiệu của ta, ngươi không thể tùy tiện kêu loạn lên. Cũng vì ngươi còn nhỏ, lấy tư cách của ta tương đương với ông nội của ông nội ngươi. Sau này phải gọi ta là Phong Sử Tán Tiên đạo nhân, biết không hả? Từ khi Phong Sử vừa xuất hiện, trong mọi người mừng lo đều có. Mừng đương nhiên là những kẻ muốn giết Phương Tử Vũ, dù sao vừa đến cũng là người có danh tiếng nhất trong tu chân giới, cũng từng đánh qua một trận với Phương Tử Vũ trên Thiên Sơn Phong Sử Tán Tiên. Xem ra hôm nay tính mạng của bọn họ đã được bảo trụ. Lo lại là những người quan tâm đến Phương Tử Vũ, những người như Bách Kiếp, Bách Độ, Bách Thảo, Từ Ngạo Thiên, Kim Mê, Lăng Nguyệt, Lục Tử Huyên, Tiên Ngữ và mọi người của Tiên Cư Phái. Nhìn sắc mặt của Phương Tử Vũ, rõ ràng cùng Phong Sử Tán Tiên này từng có quen biết. Có lẽ hôm nay một hồi đại chiến là không thể tránh được. Chẳng qua từ khi Phong Sử xuất hiện, Trần Tâm liền phát hiện. Tiên Ngữ nhìn về phía lão ta, lộ ra một bộ dáng cực kỳ phẫn nộ. Khi Trần Tâm còn đang nghi hoặc không hiểu thì Phong Sử cũng đã nhìn thấy Tiên Ngữ, cười to nói: Ồ, thì ra là nữ Hoa Nhi, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhớ ta cũng không cần phải nhớ thành bộ dạng như vậy chứ. Tiên Ngữ khẽ cau mày, tức giận nói: Tên dâm tặc ngươi, ngươi chết không được tử tế đâu. Lúc này đến lượt tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, mà Trần Tâm lại bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra ngày đó Tán Tiên mà mấy người Tiên Ngữ gặp khi tìm kiếm thượng cổ ma thú lại chính là Phong Sử này. Mà lúc đó Phong Sử đúng là sắc tâm nổi lên, nhìn trúng dung mạo của Tiên Ngữ. Lúc này mới phát sinh chuyện cùng Thái Thượng Tán Tiên của Tiên Cư Phái đánh một trận. Nghĩ đến việc này, Trần Tâm trong lòng đối với Phong Sử chỉ có khinh bỉ và căm thù. Vì dục vọng của bản thân, lão đã hại chết 4 vị trưởng lão của Tiên Cư Phái. Hơn nữa Tán Tiên trong phái và Tiên Ngữ cũng thiếu chút nữa vùi thân trong bụng ma thú. Mối thù giữa hai phương đã được thắt lại. Phong Sử liếm liếm môi cười dâm nói: Nữ Hoa Hoa, ai bảo ngươi lúc đó không nghe lời, sớm một chút đáp ứng Phong tiên nhân ta, không phải là sẽ không có chuyện gì sao? Tiên Ngữ khuôn mặt đỏ bừng, cả người phát run, nhưng là tức giận nói không ra lời. Chẳng qua mọi người cũng đã mơ hồ đoán được một ít manh mối, không khỏi đối với Phong Sử thêm một phần khinh bỉ. Nhưng vào lúc này một thanh âm già nua lại nói: Thủ hạ bại tướng, còn dám kiêu ngạo vậy sao? Nghe thấy thanh âm này, mọi người của Tiên Cư Phái vẻ mặt đều mừng rỡ, mà Phong Sử lại hừ mạnh một tiếng. Phía sau người của Tiên Cư Phái lại đi ra một bóng người thấp bé, tuổi chừng trên dưới 20, dung mạo tuyệt mỹ, rất khó khiến người ta đem thanh âm giả nua vừa rồi và khuôn mặt non nớt này liên tưởng cùng một chỗ. Chẳng qua mọi người cũng mơ hồ đoán được thân phận của người này. Quả nhiên ngay khi người này xuất hiện, mọi người của Tiên Cư Phái lập tức khom người nói: Tham kiến Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão lúc này không có để ý đến bọn họ, chỉ là căm tức nhìn Phong Sử. Phong Sử cười nói: Ồ, Thiên Tuệ, nửa năm không gặp rồi. Ta nói nữ nhân các ngươi thật đúng là phiền phức à. Lãng phí công lực bản thân, bảo trì dung nhan mà làm gì? Chẳng qua ngươi lớn lên quả thực không kém mà. Nếu như ngươi có thể ngậm miệng không nói lời nào, Phong tiên nhân ta cũng cố gắng đem ngươi và nữ Hoa Hoa thu làm tiểu thiếp. Thiên Tuệ cười lạnh một tiếng, thanh âm giả nua nói: Chỉ sợ ngươi không có mạng mà hưởng thụ thôi. Phong Sử lắc đầu cười nói: Thiên Tuệ, ngươi vẫn còn ngây thơ như thế ư? Ngươi cho là ngươi thật có thể đánh bại ta sao? Ngày đó nếu không phải vì trêu đùa tiểu tử này đã lãng phí vô ích một phần khí lực của ta, thì làm sao lại bị Xuất Thế lão bất tử của Ngọc Hư Cung chiếm tiện nghi được? Nếu không phải vì Xuất Thế ta bị thương nặng từ trước, ngày đó ngươi và tiểu A Nhi kia đã sớm là người của ta rồi. Lần này đến lượt người của Ngọc Hư Cung sắc mặt khó coi. Phong Sử rõ ràng làm trò trước mặt bọn họ, mắng lão tổ tông của bọn họ là lão bất tử. Thiên Tuệ giận quá cười to nói: Nói đến như vậy, ngươi hiện tại đã có phần năng lực kia rồi sao? Đương nhiên. Phong Sử cười nói: Nói ra thì cũng nhờ có ngươi khiến ta bị thương tán loạn, kết quả không nghĩ tới lại chạy vào địa bàn của ma thú. Đúng lúc ma thú kia lại không ở nhà, bảo bối của nó trông coi đã trở thành thuốc bổ của ta. Nói xong vỗ vỗ bụng, Thiên Tuệ cười lạnh nói: Tốt, ta đây liền xem ngươi hôm nay có năng lực này hay không. Đúng vào lúc này một thanh âm vang lên: Tiền bối xin chậm đã. Mọi người nhìn về phía Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên từ đám đông đi ra, hướng Thiên Tuệ mỉm cười nói: Người này vừa mới vũ nhục thái thượng của Ngọc Hư Cung ta, khẩn cầu tiền bối nhường cơ hội này cho Ngạo Thiên. Ngạo Thiên vô cùng cảm kích. Thiên Tuệ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu rồi mới gật đầu nói: Được, ngươi tự mình cẩn thận một chút đi. Đa tạ tiền bối. Phong Sử sớm nhẫn nại không được, hắn lần này tới ngoại trừ tìm Thiên Tuệ trả thù cướp đi Tiên Ngữ, người mà hắn đã vừa ý, còn muốn tại đây thừa dịp tu chân giả tụ tập là lúc lập uy. Không ngờ tới đối phương lại tùy tiện phái ra một đệ tử cấp thấp, đã nói rõ khinh thường hắn. Phong Sử không khỏi tức giận nói: Tiểu tử, ngươi đang tìm chết sao? Từ Ngạo Thiên vẫn là một bộ dáng mỉm cười kia. Có lẽ vậy, thế nhưng sắc mặt trầm xuống. Tôn nghiêm của thái thượng không cho phép vũ nhục. Đột nhiên một cỗ khí thế kinh đào hải lãng, sóng to gió lớn từ trên người Từ Ngạo Thiên bạo phát ra. 9 người trong thập cường khác ở phía sau đều bị sóng khí kia áp bách, không tự chủ được lui về phía sau. Phong Sử sắc mặt trầm xuống, sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Tất cả mọi người đều đã chấn kinh, chỉ bằng phần khí thế này của Từ Ngạo Thiên đã đủ để cùng Tán Tiên đánh một trận. Bọn họ giật mình chính là Từ Ngạo Thiên tuổi còn trẻ lại có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy. Ngoại trừ Phương Tử Vũ vẫn là bộ dáng lạnh lùng thờ ơ với mọi việc. Ngay khi khí tức của Từ Ngạo Thiên và Phong Sử đang âm thầm tranh đấu, đè ép mọi người thở không nổi, một thân ảnh bỗng nhiên xen vào giữa, ngăn hai cỗ khí tức giao chiến. Vào lúc khí thế giao nhau, Từ Ngạo Thiên và Phong Sử đồng thời chấn động, sau đó kinh ngạc nhìn Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ đứng ở giữa hai người lạnh giọng nói: Ca ca, lão ta là của đệ. Từ Ngạo Thiên nhìn hắn một chút không nói gì, chỉ là gật gật đầu lui về phía sau một bước. Phong Sử giận quá mà cười, lão đường đường là một tán tiên, hôm nay hết lần này đến lần khác lại bị hai tên tiểu mao đầu tiểu tử trêu đùa. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vừa nhấc, một kiện pháp khí hình dáng bình nước từ trong cơ thể xuất ra. Thiên Tuệ vừa thấy vật ấy nghiến răng nói: Lại là tiên khí này ư? Ngày trước Phong Sử đích thực là trọng thương chưa lành, cuối cùng toàn bộ dựa vào kiện tiên khí này mới làm Thiên Tuệ trọng thương. Bởi vậy Thiên Tuệ nhìn thấy Thủy Bình Tử này mới có biểu tình như vậy. Phương Tử Vũ hư lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một thanh trường đao đen kịt theo đó xuất hiện giữa bàn tay, được vững vàng nắm trong tay. Thân ảnh thông thả biến mất, sau một khắc không ngờ lại xuất hiện ở bên cạnh Phong Sử. Một đao chém ngang, Thủy Bình tự động lấy tốc độ nhanh nhất bay đến chặn quỹ tích công kích của Phương Tử Vũ. Ầm một tiếng nổ kinh thiên, Phương Tử Vũ nhẹ nhàng bay về phía sau, mà Phong Sử ở phía trước cũng lảo đảo mấy bước. Chỉ một lần này đã là mọi người đang xem ngẩn ngơ. Đúng là thế lực ngang nhau. Thực ra mạnh như Từ Ngạo Thiên và Thiên Tuệ đều đã nhìn ra Phong Sử bị thua thiệt. Quả nhiên Phong Sử đại nộ, huyết dài một tiếng, xoay người đánh tới Phương Tử Vũ. Hai người đều là đấu pháp cực nhanh, người ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đao quang kiếm ảnh. Thủy Bình lấp loáng, đa số những người tưởng tượng bản thân nếu hoán đổi vị trí với Phong Sử thì thế nào đây, cuối cùng đều kinh hãi phát hiện, thì ra mình ở trong tay Phương Tử Vũ ngay cả một chiêu nửa thức đều không qua được, không khỏi nản lòng thoái chí. Đột nhiên đinh một tiếng, Phương Tử Vũ lui về phía sau mấy bước dài, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Thì ra Phong Sử thu hẹp đến khoảng cách thích hợp, toàn lực phát động Thủy Bình công kích. Cũng không ngờ trên người Phương Tử Vũ lại đột nhiên xuất hiện một kiện áo giáp uy vũ, vẫn đỡ được một kích toàn lực của hắn. Việc này làm sao không thể khiến hắn kinh hãi cho được. Bởi vì khoái đao môn lúc trước bị Phương Tử Vũ tiêu diệt, may mà cao thủ trong môn đều ở bên ngoài lùng bắt hắn, cho nên môn phái này còn chưa chết hết, chẳng qua thực lực cũng là tổn hao rất nhiều. Bởi vậy cao thủ của khoái đao môn đều ở lại trong môn tận lực phát triển. Lần này đến đây đều chỉ là đệ tử cấp thấp, cho nên không ai biết về bí mật tối cao trong môn phái bọn họ. Bằng không lúc này nhất định sẽ có người nhận ra áo giáp trên người Phương Tử Vũ kia chính là kiện tiên khí vẫn bí mật cất giấu trong môn phái bọn họ. Kiện áo giáp này cũng chính là vật được Tôn Ngộ Không gọi là Thiên Quân Chiến Giáp. Nó đã cứu Phương Tử Vũ một mạng, chẳng qua cũng khiến hắn khó thở một trận. Ngay lập tức đại nộ, hai tay nắm đao giơ cao quá đỉnh đầu, hai mắt đã biến thành màu xanh biếc, quát to: "Chám!" Một đạo quang mang khiến con mắt đau nhức sáng lên. Tất cả mọi người bị quang mang này chiếu không mở được mắt, chỉ nghe được Phong Sử hét thảm một tiếng, sau đó rõ ràng cảm giác được Bồng Lai đảo rung động kịch liệt. Qua hồi lâu, mọi người lần nữa mở mắt ra, lại kinh hãi nhìn thấy một màn khiến bọn họ suốt đời khó quên. Phương Tử Vũ vẫn đứng tại chỗ không ngừng thở gấp, chẳng qua trên người hắn một kiện áo giáp uy vũ bất phàm, ngược lại có chút dáng dấp của thiên binh thiên tướng hạ phàm. Lúc này Phong Sử đối diện với hắn đã không thấy đâu, chỗ Phong Sử đứng chính là một cái rãnh sâu không thấy đáy kéo dài ra tận biển. Nước biển theo cái rãnh này phun ra tạo nên một cảnh tượng hùng tráng. Tất cả mọi người sợ ngây người, phải biết rằng nơi đây cách ngoài khơi chừng 3 dặm, vẹn vẹn chỉ là một đao, không những chém ra một cái rãnh lớn như thế, lại còn nối thẳng đến ngoài khơi. Đây tuyệt đối không ai có khả năng làm được. Ngay cả Thiên Tuệ cũng tự than thở tuyệt không có phần năng lực này. Áo giáp trên tay và trường đao trong tay chậm rãi lùi về trong cơ thể. Phương Tử Vũ không có tiếp tục thưởng thức cảnh sắc hắn làm ra, chậm rãi xoay người tiếp tục hướng Hoa Nghiêm Tông đi đến. Chẳng qua lúc này đây, tâm tình của mọi người cùng lúc trước lại hoàn toàn khác nhau. Lúc trước mọi người còn tưởng rằng bản thân có lực liều mạng, hiện tại sau khi xem cuộc chiến của Phương Tử Vũ và Phong Sử Tán Tiên mới giật mình sợ hãi phát hiện, hắn muốn giết chết mọi người ở đây thì không khác gì bóp chết một đám kiến. Đây là thực lực mà Phương Tử Vũ lúc này đã đạt đến tầng lực lượng cao nhất. Không có bất luận cái gì cản trở, Phương Tử Vũ trực tiếp đi tới trước mặt những người của Hoa Nghiêm Tông, lạnh giọng hỏi: "Hoa Nghiêm Tông phải không?" Dục Vong đại sư lớn tiếng niệm Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, đúng vậy, bần tăng Hoa Nghiêm Tông Dục Vong. Các ngươi còn nhớ 19 năm trước ở một địa phương tại Đông Bắc có 2 yêu hồ chết thảm bởi môn hạ của các ngươi không?" Dục Vong cười khổ nói: "Nhớ rõ, việc truy nã dương nghiệt của yêu hồ, môn hạ của Hoa Nghiêm Tông ta quả thực có tham gia." Ánh mắt của Phương Tử Vũ không hề cảm tình nhìn hắn: "Minh chủ của các ngươi là ai?" Dục Vong thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. "Tốt." Không có bất luận dấu hiệu gì, trong tay Phương Tử Vũ đột nhiên hàn mang bạo thiểm. Đợi khi mọi người lấy lại tinh thần thì tổng cộng 13 người của Hoa Nghiêm Tông, kể cả Dục Vong mặt mũi hiền lành, tất cả đều đã đầu một nơi thân một nẻo. Đối với tình huống bất thình lình này, người của Tiên Cư Phái cũng không cách nào ngăn cản, cho dù bọn họ có thời gian cũng không có năng lực đi ngăn cản cái gì. Một cảm giác sợ hãi nhanh chóng lan tràn trong lòng mọi người. "Kiếm Tâm Môn phải không?" Tên trưởng lão dẫn đội ngũ của Kiếm Tâm Môn không khỏi giật mình một cái, sắc mặt tái nhợt không nói gì. "Minh chủ của các ngươi là ai?" Đại đội trưởng lão lại một lần nữa run run, nhưng trước sau không có mở miệng. Hắc mang lại lần nữa hiện lên. Kiếm Tâm Môn 11 người bước lên theo gót đám người của Hoa Nghiêm Tông. Lúc này đây, mặc dù mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như trước không có cách gì nhìn ra Phương Tử Vũ xuất thủ như thế nào. Trong lòng mọi người đều có chung một ý nghĩ: thời gian 4 năm qua hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào, hay là hắn đã có kỳ tích gì, kỳ ngộ gì, vì sao lại có thực lực khủng bố như vậy. Trưởng lão dẫn đầu đội ngũ của Linh Bảo Quan bởi vì nói chuyện do dự, ngôn từ ấp úng, cũng lập tức đi lên con đường hủy diệt. Phương Tử Vũ lại tiếp tục đi về phía Thanh Phong Giáo ở bên cạnh Linh Bảo Quan. Còn chưa chờ Phương Tử Vũ đến gần, giáo chủ của Thanh Phong Giáo lập tức kêu lên: "Chúng ta lúc trước cũng không có tham dự việc truy sát ngươi, cũng không nhận biết minh chủ gì đó là ai." Một tiếng nổ vang, mọi người của Thanh Phong Giáo, cả người lẫn y phục, tất cả đều hóa thành bột phấn. Bước tiến của Phương Tử Vũ không có dừng lại, tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp Chiến Thiên Môn đi đến. Đội trưởng lão của Chiến Thiên Môn còn chưa nói chuyện, một tên đệ tử đã hét lớn: "Mẹ kiếp, rõ ràng muốn đuổi tận giết tuyệt, các huynh đệ dù sao cũng đều là chết, chúng ta liều mạng với hắn vậy." Có lẽ là thủ đoạn tàn nhẫn của Phương Tử Vũ đã khơi dậy sự phản kháng của mọi người, có lẽ là tác dụng kích động của tên đệ tử Chiến Thiên Môn này. Tóm lại, sau khi hắn xông lên mấy bước, gần như tất cả mọi người đều xông lên, lớn tiếng la hét xông về phía Phương Tử Vũ. Ngoại trừ Ngọc Hư Cung, Thiết Huyết Vệ và Tiên Cư Phái không có động đậy, các môn phái còn lại tất cả đều gia nhập hàng ngũ liều mạng. Ngay cả trong thập cường vốn đứng ở trên đài bị hù dọa mộng mị cũng có 7 người vọt tới. Trong Thiết Huyết Vệ, ngoại trừ thập nhị vệ đầu lĩnh, những người khác gần như đều chưa thấy qua Phương Tử Vũ. Tuy rằng bọn họ đối với hắn vẫn là vô cùng tôn kính, nhưng trong tiềm thức vẫn như trước lấy Từ Ngạo Thiên làm chủ, cho nên Từ Ngạo Thiên không có ra lệnh thì bọn họ tuyệt đối sẽ không động, cũng sẽ không tiến lên hỗ trợ. Bởi vì nếu như Phương Tử Vũ thực sự không ngăn cản được những cao thủ này, Từ Ngạo Thiên đã sớm liều lĩnh xông lên hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không đứng trên đài nhàn nhã nhìn như vậy. Người của Ngọc Hư Cung thì không cần phải nói nhiều rồi, ba người Vương Thương Hà lại càng vui mừng bản thân là người của Ngọc Hư Cung. Mặt khác, Kiều U Sơn Trang, Lục Tử Huyên cấp bách lôi kéo tay của phụ thân mình, mà phụ thân của nàng Lục Kiếm Nam cũng không có ý nghĩ dự định sẽ ra tay, đó không khác gì muốn chết. Dựa vào quan hệ của nữ nhi mình đối với hắn, Kiều U Sơn Trang hẳn là được bảo trụ. Môn chủ của Ngọc Kiếm Môn Tiến Bất Bại cũng không có xuất thủ, trái lại mang theo nhi tử của mình và môn nhân nhanh chóng tới gần Kiều U Sơn Trang. Người của Tiên Cư Phái cũng ở thế khó xử. Lúc này Tán Tiên Thiên Tuệ chỉ nói một câu: "Ta không phải là đối thủ của hắn, ta còn không muốn chết đâu." Thiên Tuệ đã nói rõ lập trường của mình. Có câu nói này của bà, mọi người liền đứng ở một bên, không ai tiến lên nữa. Nhìn biển người giống như đàn kiến ùn ùn kéo tới, Phương Tử Vũ cười lạnh nói: "Ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là thực lực tuyệt đối." Một tiếng giết thẳng thấu vân thiên, ầm, một cỗ khí lãng kinh thiên từ trên người Phương Tử Vũ bạo phát ra. Mái tóc của hắn trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết, hai tai trở nên vừa nhọn vừa dài, cao cao đứng ở hai bên, đầu nhọn của hai tai thậm chí còn cao hơn so với đỉnh đầu. Hai mắt của hắn biến thành màu xanh biếc, con ngươi hình thành một đường thẳng, móng tay của hắn biến thành màu hồng, hơn nữa đầy đủ cả 10 móng vuốt đỏ như máu, vừa dài vừa nhọn. Một cỗ yêu khí kinh thiên từ trên người hắn phát ra. Mọi người bao gồm cả Ngọc Hư, Tiên Cư và mọi người đang công kích đều kinh hãi nhìn một màn này. Không biết là ai hô to một câu: "Yêu quái!" Lại có một người khác nói tiếp: "Hắn chính là nhi tử của Phương Hạo Nhiên và con yêu hồ kia." Biển người nhất thời sôi trào náo loạn. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ lại có thể chiến đấu với một con yêu. Khóe miệng của Phương Tử Vũ lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Tu chân giới sau này gọi một nụ cười này của hắn là nụ cười của thần chết. Không có động tác dư thừa, 10 lợi chảo rất nhẹ nhàng đâm vào bên trong cơ thể của một người, lại dễ dàng đem cả người xé thành hai nửa. Tên đệ tử này trước khi chết kêu lên thảm thiết, khiến cho mọi người phục hồi lại tinh thần. Ngay sau đó màn tê sát lại tiếp tục. Địa ngục, ma quỷ, đây là ý nghĩ trong đầu mọi người. Ở đây không ít nữ đệ tử đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho nôn mửa tại chỗ. Phương Tử Vũ chỉ dựa vào lợi chảo của mình, lại thêm kiện áo giáp đau thương bất nhập kia trên người, trực tiếp xông vào trong biển người. Hễ là nơi hắn đi qua, không có thi thể nguyên vẹn, chỉ có thi khối đầy đất cùng các bộ phận và nội tạng vương vãi khắp nơi. Mọi người điên cuồng rồi, bất chấp tất cả, dùng pháp bảo của mình liều mạng công kích. Nhưng những pháp bảo này đánh lên kiện áo giáp ở trên người Phương Tử Vũ kia, ngoại trừ tối đa làm bắn ra hoa lửa, căn bản ngay cả một vết tích đều không lưu lại. Phương Tử Vũ giống như một con quái vật đánh không chết, ở trong đám người xông ngang đánh thẳng. Mọi người rốt cuộc đã biết cái gì gọi là sợ hãi. Mặt trời lặn về phía tây, ánh nắng chiều đem toàn bộ Bồng Lai đảo chiếu rọi thành một mảnh đỏ tươi. Không biết là nắng chiều đem toàn bộ luận võ hội trường chiếu thành đỏ rực, hay là máu tươi của luận võ hội trường nhuộm đỏ nắng chiều. Trời và đất đã phân không ra màu sắc, ở trong mắt mọi người còn sống, toàn bộ thế giới đều là một mảnh đỏ như máu. Chiều tà như máu, chậm rãi giơ lợi chảo còn đang nhỏ máu lên. Phương Tử Vũ thè đầu lưỡi khe khẽ liếm máu tươi trên móng vuốt, hừ nhẹ một tiếng. Yêu hồ chân thân và thiên quân chiến khải sớm bị máu tươi nhiễm đỏ trên người, chậm rãi biến mất. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên mặt những người còn có thể đứng. Mọi người bị ánh mắt lạnh lẽo nhìn đều không lạnh mà run. Ánh mắt của Phương Tử Vũ cuối cùng dừng lại ở phương hướng mọi người của Kiều U Sơn Trang và Ngọc Kiếm Môn, sau đó cất bước đi về phía bọn họ. Nhìn Phương Tử Vũ càng lúc càng đến gần, Lục Thiên Kỳ sớm đã khiếp sợ, hai chân mềm nhũn, đái cả ra quần. Lục Tử Huyên sắc mặt bình tĩnh, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của phụ thân mình. Lục Kiếm Nam thở dài một tiếng, thầm nghĩ, chuyện gì phải đến, trước sau gì cũng sẽ đến. Lại quay đầu lại nhìn về phía Tiến Bất Bại của Ngọc Kiếm Môn, mới phát hiện ra Tiến Bất Bại nguyên bản vẫn luôn đứng cạnh mình, nhưng lúc này lại mang theo con trai của lão chậm chậm lui lại về phía sau. Lục Kiếm Nam âm thầm lắc đầu. Phương Tử Vũ vừa mới bước đến, Lục Tử Huyên bước lên trước một bước nói, Phương, bỏ qua cho cha ta đi. Thanh âm rất nhỏ, nước mắt đã sớm tuôn rơi. Phương Tử Vũ nhìn nàng một cái, trong ánh mắt lạnh như băng chợt lóe lên một chút dịu dàng. Mặc dù chỉ một chút thôi, nhưng đã bị Lục Kiếm Nam bắt được, âm thầm vui mừng tự nhủ, xem ra Kiều U Sơn Trang đã được giữ lại rồi. Quả nhiên, Phương Tử Vũ vượt qua Kiều U Sơn Trang, đi thẳng về phía Tiến Bất Bại và Tiến Trạm ở phía sau. Nhìn thấy Phương Tử Vũ đi đến, Lý Hoa Mỹ cũng cắn răng đi lên chắn trước người Tiến Bất Bại. Tiến Trạm bị dọa sợ đến nỗi mặt mũi tím đen, run run nói, Phương Tử Vũ, tôi thật sự không dám có ý định với Tử Huyên nữa. Tôi còn có thể giải trừ hôn nước với cô ấy, tha cho tôi đi. Tiến Bất Bại xót xa nhìn đứa con trai của mình, lão mới vừa rồi không để ý đến thể diện, làm tất cả chỉ vì có thể để cho con trai của lão giữ lại được một mạng, vì Tiến gia kéo dài hương hỏa, nhưng lại không ngờ được con trai của lão lại kém cỏi đến như vậy. Lời nói vừa rồi của nó, Tiến Bất Bại biết rằng sau này trong Ngọc Kiếm Môn, con trai của mình sẽ không còn địa vị gì nữa. Lúc này đây nghĩ lại thật đúng là xót xa, vì sao trước đây mình cũng không sinh lấy một nữ nhi chứ. Khẽ thở dài một hơi, Tiến Bất Bại nói, Hoa Mỹ, lui ra đi. Lý Hoa Mỹ kiên quyết nói, không, sư phụ, là sư phụ một tay nuôi lớn Hoa Mỹ, hôm nay Hoa Mỹ nguyện vì sư phụ hy sinh tất cả. Tiến Bất Bại âm thầm gật đầu, xem ra ông trời còn công bằng, cho lão một đứa con vô dụng nhưng đã bồi thường cho lão một tên đệ tử đáng để vui mừng. Phương Tử Vũ dừng lại trước mặt Lý Hoa Mỹ, ánh mắt chăm chú nhìn Tiến Bất Bại ở sau lưng nàng, lạnh lùng hỏi, Minh chủ là ai? Tiến Bất Bại lắc đầu nói, kẻ biết minh chủ cũng chỉ những môn phái có quan hệ với ông ta, đám người chúng tôi chỉ biết có một cái Trừ Yêu Minh, nhưng không biết được tình huống bên trong của nó. Ma Tôn, tôi biết hôm nay kiếp nạn khó thoát, nhưng khẩn cầu ngài buông tha cho con trai và môn hạ đệ tử của tôi, tất cả tội trạng để một mình tôi gánh chịu. Sư phụ, môn chủ. Đám người Ngọc Kiếm Môn đồng thời quỳ xuống đất. Phương Tử Vũ không để ý đến bọn họ mà xoay người rời đi, và một khắc khi hắn xoay người đi, Tiến Bất Bại hiểu rằng cái mạng nhỏ của mình xem như là được giữ lại. Phương Tử Vũ từng bước một bỏ đi, giống như hắn từng bước một đi đến, chỉ lưu lại vài trăm cỗ thi thể hài cốt nằm la liệt trên đất. Từ Ngạo Thiên bước lên một bước gọi, Tử Vũ, đệ muốn đi đâu? Phương Tử Vũ ngừng bước, khẽ nói, tu chân giới diệt từng môn phái một, đệ không tin bước không ra bọn chúng. Ngừng lại một chút lại nói, ca ca, mặc kệ đệ, cũng đừng ngăn cản đệ. Từ Ngạo Thiên cười khổ nói, ta chỉ muốn giúp đệ. Không cần, huynh cứ tu luyện cho tốt Hiên Viên Kiếm, nếu như có một ngày đệ chân chính đọa nhập ma đạo, diệt tình mẫn tính, mất hết tình cảm, quên đi bản tính, hãy giết đệ. Nói xong, Phương Tử Vũ tiếp tục đi về phía trước, từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Từ Ngạo Thiên toàn thân run rẩy dữ dội, hai nắm đấm nắm chặt. Còn mọi người sau khi nghe được câu nói kia của Phương Tử Vũ, nhất thời đầu óc trống rỗng, không chỉ một câu cuối cùng giết đệ của hắn, mà còn bởi vì không ai ngờ được Từ Ngạo Thiên lại đạt được thượng cổ thần kiếm Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm được xưng là pháp bảo có công kích cường đại nhất, cũng được công nhận là thần khí cực mạnh. Không nghĩ đến vật được xưng là cực mạnh lại bị Từ Ngạo Thiên đoạt được. Chỉ là không một ai dám có chủ ý với Hiên Viên Kiếm. Trước tiên không nói đến thực lực của Từ Ngạo Thiên biểu hiện ra lúc trước, chỉ riêng Phương Tử Vũ ở sau lưng hắn thôi cũng đủ khiến cho mọi người không dám vọng tưởng. À, thật sự là càng lúc chơi đùa càng vui. Đúng lúc suy nghĩ của mọi người còn đang hỗn loạn thì một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Bách Kiếp, Bách Độ, Bách Linh và Bách Thảo lập tức cung kính nói, tham kiến tổ sư gia. Từ Ngạo Thiên cũng cung kính nói, thái thượng. Trong sương mù dày đặc, một bóng người chậm rãi đi ra, Đó là một lão giả có vẻ bề ngoài bình thường, khoảng 60-70 tuổi. Người này chính là lão tổ tông của Ngọc Hư Cung Tán Tiên tên Xuất Thế. Xuất Thế hướng về phía mọi người gật gật đầu cười nói: Thiên Tuệ, hơn 300 năm không gặp, bà vẫn xinh đẹp như xưa. Thiên Tuệ cười lạnh nói: Không giống ngươi, dạy dỗ được một đám đồ tử đồ tôn, kẻ sau lợi hại hơn so với kẻ trước. Xuất Thế cười khổ lắc lắc đầu, bước về phía trước một bước. Chỉ vẹn vẹn một bước nhưng lại vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, xuất hiện bên cạnh Từ Ngạo Thiên, làm cho người ta không thể không thán phục tu vi tuyệt thế của lão. Xuất Thế vỗ vỗ bả vai Từ Ngạo Thiên cười nói: Hai đứa trẻ này ta cũng chẳng biết chúng nó tu luyện như thế nào, hai đứa nó đều là quái vật à. Ai, Ngạo Thiên à, Thái Thượng mời phân phó. Xuất Thế cười nói: Thật sự không nghĩ đến, con thế nhưng lại có được Hiên Viên Kiếm, chẳng trách được rời núi mới một tháng mà thực lực lại đột nhiên tăng mạnh như vậy. Con phải tu luyện cho tốt vào. Vâng, Thái Thượng. Xuất Thế lắc lắc đầu nói: Tử Vũ nói rất đúng, nó là kết hợp giữa yêu và nhân, bản thân vốn có ma tính rất mạnh, thêm vào đó giết chóc quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đọa nhập ma đạo, mất đi bản tính. Từ Ngạo Thiên hoảng sợ đổ ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi: Thái Thượng, có phương pháp nào có thể giải quyết không? Xuất Thế lắc đầu than: Chỉ có thể dựa vào tâm tính của bản thân nó mà thôi. Ngạo Thiên, con nhớ kỹ, nếu như thật có một ngày như vậy, Tử Vũ trở nên mất hết nhân tính, lục thân bất nhận, đến lúc đó đừng nói là tu chân giới, ngay cả thiên hạ bách tính cũng sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Lúc đó duy nhất có thể ngăn cản nó cũng chỉ có con thôi. Từ Ngạo Thiên lắc mạnh đầu nói: Không đâu, Tử Vũ sẽ không biến thành như vậy đâu. Xuất Thế sắc mặt đanh lại nói: Việc đời không có tuyệt đối, Tử Vũ chính bản thân nó cũng đã phát hiện ra, cho nên mới nói với con những lời như vậy. Nếu như không được viên thần thạch mà yêu hổ nhất tộc bảo vệ 100.000 năm qua, vẫn luôn bảo hộ tâm tính của nó, Tử Vũ hiện tại đã sớm đọa nhập ma đạo, trở thành yêu quái hiếu sát rồi. Tiên Ngữ ở bên cạnh chen vào nói: Thái Thượng, không có biện pháp nào khác giúp huynh ấy nữa sao? Xuất Thế hứng thú nhìn Tiên Ngữ hỏi: Ngươi và nó không thân cũng chẳng quen, vì sao phải giúp nó đây? Tiên Ngữ quay đầu lại nhìn phản ứng của cha mẹ mình, thấy bọn họ vẻ mặt bình tĩnh, lúc này mới khẽ cắn môi nói: Huynh ấy đã từng cứu Tiên Ngữ, Tiên Ngữ không muốn nợ người khác. Xuất Thế mỉm cười nói: Đây cũng là nguyên nhân ta bằng lòng hiện thân, kỳ thật biện pháp vẫn có. Từ Ngạo Thiên vội hỏi: Biện pháp gì vậy? Tiên Ngữ, Kim Mê ở bên cạnh và cách đó không xa, Lục Tử Huyên và đám người Lăng Nguyệt đều lộ ra vẻ mặt quan tâm. Xuất Thế ha ha cười lớn không nói, nhưng Thiên Tuệ cũng nôn nóng lên tiếng: Lão bất tử, đừng có lúc nào cũng lôi kéo hứng thú của người ta, đã 300 năm rồi, cái tính khí này của lão còn không có thay đổi à? Xuất Thế cười nói: Ta nói này Thiên Tuệ, cũng đã 300 năm rồi, cái tính cách của bà cũng không phải là không thay đổi sao? Thiên Tuệ hừ một tiếng, quay đầu đi không tiếp tục dây dưa nữa. Xuất Thế cười nói: Kỳ thật cái biện pháp này ta cũng không biết là có được hay không. Hiện tại Tử Vũ sớm đã bị lòng kiều hận che kín, sẽ không nghe ý kiến của bất kỳ người nào đâu. Thế nhưng nó bây giờ vẫn còn có nhân tính, cho nên phải thừa dịp nó còn chưa đọa nhập ma đạo, kéo nó trở về. Từ Ngạo Thiên ngơ ngác nói: Kéo thế nào bây giờ? Ngừng lại một lát, tựa như suy nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi: Là tình ngữ? Xuất Thế hài lòng gật đầu, xoay người bay đi. Trong không trung vang vọng câu nói cuối cùng của lão: Chí tình chí thâm, tình hà dĩ kham, khổ hài vô biên, duy tình thị ngạn. Đi thôi, đi thôi. Có nghĩa tình rất sâu, tình không gì không thể, biển khổ vô biên, duy tình là bờ. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt suy tư, chỉ có Thiên Tuệ bất mãn nằm bẩm: Lão bất tử vẫn bộ dạng cũ dích ấy, cứ thích làm ra vẻ thần thần bí bí. Hoa Nghiêm Tông nằm trên Thiên Lang Sơn, là Phật môn đệ nhất đại phái trong tu chân giới. Hoa Nghiêm Tông ở tu chân giới cũng tương đương với địa vị của Thiếu Lâm Tự trong võ lâm, đều được tôn kính. Cũng không phải là phương pháp tu luyện Phật môn của Hoa Nghiêm Tông lợi hại. Hoa Nghiêm Tông chân chính khiến cho người ta tin phục không phải là tu vi của bọn họ, mà là lòng từ bi. 600 năm trước, một vị cao tăng của Hoa Nghiêm Tông đang ở ranh giới độ thân thành Phật, ngẫu ngộ tà ma ngoại đạo đại loạn thiên hạ, Vị cao tăng này liền buông tha cơ hội thành Phật, tiêu hao hết tu vi một đời, sau cùng đồng quy vu tận với đệ nhất cao thủ tà môn, xá thân thành Phật. Hơn 400 năm trước, lại một vị cao tăng khác cũng sắp thành Phật, tiếc là không qua được một kiếp cuối cùng của bản thân, khiến cho người ta cảm thán. Nguyên nhân là vị cao tăng này đã gặp được một tiểu cô nương, cha mẹ bị bệnh nặng, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Vị cao tăng này thấy cô nương không nơi nương tựa, lại khóc lóc vô cùng thương tâm, nhất thời nhân tử, hao hết tâm lực, dùng tu vi một đời vì kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ cô gái. Đáng tiếc bản thân ông ấy lại vô lực tiếp tục độ thành kim thân, cuối cùng đóng tử quan cho đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện. Chuyện xưa liên quan đến Hoa Nghiêm Tông thực sự là rất nhiều, cơ hồ mỗi một thời đại đều có vài vị cao tăng có tấm lòng từ bi đắc đạo xuất hiện, nhưng kết cục của bản thân họ thì lại rất đáng buồn. Cho dù vậy, nhưng từ trước đến nay bọn họ vẫn không hề hối hận, không đánh mất đi tấm lòng từ bi của bản thân. Cũng chính vì những có câu chuyện xưa như vậy, cho nên mới có thành tựu của Hoa Nghiêm Tông của ngày hôm nay. Thế nhưng yên bình mấy trăm năm, được người đời tôn kính mấy trăm năm, Hoa Nghiêm Tông ngày hôm nay rốt cuộc nghênh đón một khắc sóng gió đến với nó. Trời đang đổ mưa, là mưa lớn tầm tã, dường như ông trời cũng đang vì Hoa Nghiêm Tông của ngày hôm nay mà thương xót. Trên dưới toàn bộ Hoa Nghiêm Tông đều bị bao phủ bởi một bầu không khí khác thường. Một tháng rưỡi trước, tu chân giới truyền đến tin tức tất cả mọi người đến Tiên Cư Phái tham gia luận võ đại hội trăm năm một lần của tu chân giới đã chết ở trong tay Phương Tử Vũ. Tin tức này đã khiến cho cả tu chân giới chấn động. Ma tôn Phương Tử Vũ sau 4 năm mai danh ẩn tính lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, vừa ra tay đã khiến cho tinh anh của các môn phái mất mạng tại đương trường. Một tháng trước, Ma tôn Phương Tử Vũ một thân một mình đến Kiếm Tâm Môn đổ sát toàn môn. Sau đó 10 ngày, Ma tôn Phương Tử Vũ lại đến Linh Bảo Quan, kết quả lại không một người sống sót. Sau đó 10 ngày, Ma tôn Phương Tử Vũ lại đến Linh Bảo Quan, kết quả lại không một người sống sót. Vào 4 ngày trước, ba vị tăng nhân trông coi cửa tiếp khách nhân đột nhiên mất tích. Hoa Nghiêm Tông phát động toàn phái cũng tìm không thấy. Nhưng vào 2 ngày sau, thi thể của ba tăng nhân tiếp khách này được kẻ nào đó đặt trong đại đường điện. Chân ngực của một người trong số đó còn có một phong thư cắm lệch. Phương Trượng Hải Ngôn Đại Sư sau khi xem xong nội dung của bức thư đó, lập tức triệu tập tất cả các vị trưởng lão của Hoa Nghiêm Tông mở một cuộc thảo luận bí mật. Đợi đến khi Phương Trượng và các vị trưởng lão từ trong phòng đi ra thì mỗi người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Cuối cùng vẫn là Phương Trượng nói ra nội dung của phong thư đó. Nguyên lai phong thư đó chính là do Phương Tử Vũ viết. Trong thư hắn nói rõ 3 ngày sau sẽ bái sơn. Phương Trượng và các vị trưởng lão vốn định đem các môn đồ đệ tử đuổi đi, nhưng không một ai nguyện ý bỏ đi. Cơ hồ tất cả các đệ tử của Hoa Nghiêm Tông đều quỳ xuống trước mặt đám người Phương Trượng, khẩn cầu được sống chết cùng Hoa Nghiêm Tông. Tràng cảnh cảm động như vậy khiến cho đám người thiền pháp cao thâm, Phương Trượng và các vị trưởng lão đều không khỏi rơi lệ. Vì thế cuộc chiến bảo vệ Hoa Nghiêm Tông được bắt đầu. Trời mưa như chút nước, tựa như trên trời mở ra một cái lỗ lớn, tất cả nước trên 9 tầng trời xuôi theo cái lỗ này đổ xuống nhân gian. Trong tiết trời mưa to thế này, linh giác năng lực của Phương Tử Vũ cũng chỉ có thể quan sát trong phạm vi 3 trượng xung quanh người. Trong hoàn cảnh này, nếu có cao thủ cố ý đánh lén, quả thực là rất dễ dàng đắc thủ, bởi vì mưa lớn che giấu đi tất cả khí tức. Cho dù có người chạy băng qua bên cạnh cũng có thể lầm tưởng là âm thanh của nước mưa rơi xuống mặt đất. Chỉ có điều Phương Tử Vũ dẫu sao cũng là do tên hầu tử biến thái kia dạy dỗ đi ra. Cho dù hoàn cảnh có ác liệt hơn nữa, kẻ có thể đánh lén thành công trên thế gian này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy Phương Tử Vũ không hề để ý bộc lộ chính mình, một thân một mình đi trên sân đạo rộng lớn, mặc cho nước mưa phả vào mặt. Ngẩng đầu nhìn trời đất mênh mông, Phương Tử Vũ bất giác lắc đầu. Không biết là trùng hợp hay là ý trời, hôm qua vẫn còn sáng sủa không mây, nhưng từ tối hôm qua đột nhiên đổ xuống mưa lớn hiếm có. Hơn nữa mưa liên tục cho đến bây giờ vẫn không tạnh. Chẳng lẽ là ông trời đang cảnh báo ư? Trời thì thế nào, nếu ông trời thật có mắt, năm đó Long Thần Sơn Trang đã không bị diệt toàn môn. Hơn nữa hắn cũng không phải đi đến bước đường của ngày hôm nay. Nếu trời đã vô đạo, vậy để hắn đến hành đạo. Nếu trời đã không trừng phạt kiều nhân, vậy thì để hắn tới trừng phạt kiều nhân. Hướng lên trời hừ lạnh một tiếng, Trong đôi mắt lạnh lẽo của Phương Tử Vũ chợt lóe lên một tia sát khí nồng đậm, bước nhanh hơn về phía trước. Trong làn mưa lớn phía trước dường như mơ hồ xuất hiện một bóng người. Tiếp tục đi về phía trước vài bước, Phương Tử Vũ mới bất ngờ phát hiện ra một bóng người, một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này tuổi đời khoảng 20 tuổi, mi thanh mục tú. Nếu ở thế tục giới chắc chắn là một mỹ nam tử. Đáng tiếc lại cậu đầu đi làm hòa thượng, uổng phí cho một đời, uổng phí một khuôn mặt như vậy. Vị hòa thượng này một mình ngồi trên bậc đá trước cửa Hoa Nghiêm Tông trong mưa lớn. Khi Phương Tử Vũ nhìn thấy rõ hắn thì đồng thời hắn tự hồ cũng phát hiện ra Phương Tử Vũ, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tử Vũ. Chỉ là một cái nhìn chăm chú đơn giản nhưng lại khiến cho Phương Tử Vũ dùng mình không hiểu vì sao, bất giác dừng bước âm thầm quan sát. Một lúc lâu sau đó mới khẳng định vị hòa thượng này tu vi không có gì, cũng là nói hắn chỉ là một vị văn tăng. Đây là một loại cảm nhận rất khó nói, một vị văn tăng lại có thể phát giác ra hắn, hơn nữa còn mang đến cho hắn một loại cảm nhận khác thường. Phương Tử Vũ chậm rãi đi đến gần hắn, mà vị hòa thượng đó cũng đứng dậy niệm Phật ngôn nói: A Di Đà Phật, tiểu tăng Hoa Nghiêm Tông chi khách tăng Huyền Trang ra mắt Phương thí chủ. Phương Tử Vũ dừng lại trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi: Hoa Nghiêm Tông phái ngươi ra đánh trận đầu ư? Huyền Trang lắc đầu nói: Không phải, việc tiểu tăng ở đây chờ đợi Phương thí chủ, trong phái không một ai hay biết cả. Phương Tử Vũ khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước, trong mắt nhưng lại lộ ra một chút tò mò. Muốn chết sớm hơn một chút hay sao? Huyền Trang lại lắc đầu nói: Tiểu tăng rất sợ chết cho nên mới ở đây đợi Phương thí chủ. Phương Tử Vũ cười lạnh nói: Cầu xin tha thứ ư? Huyền Trang lại một lần nữa lắc đầu nói: Không phải, là hy vọng có thể khuyên Phương thí chủ hồi đầu. Phương Tử Vũ đột nhiên có một loại xung động muốn cười, nhưng lại cười không nổi, trên mặt vẫn lạnh như băng nói: Ngươi cho là có thể sao? Huyền Trang gật đầu nói: Sự việc được quyết định bởi con người. Phương Tử Vũ lạnh lùng: Vậy ta để cho ngươi nhìn thấy, việc do con người gây ra là không thể nào thay đổi. Đột nhiên bàn tay trộm thành đao chém về phía cổ Huyền Trang, nhưng Huyền Trang vẫn không né tránh, khuôn mặt vẫn mang vẻ tươi cười như cũ nhìn hắn. Phương Tử Vũ phát hiện không biết vì sao một đao này của mình lại chém không xuống được, rút tay về, mang theo vẻ tò mò hỏi: Ngươi không sợ chết sao? Sợ, chỉ là có đôi lúc không thể trốn tránh được, tựa như Phương thí chủ ngài tay nhiễm đầy máu tanh, kẻ dùng đao tất phải chết dưới đao. Chắc hẳn Phương thí chủ đã sớm có giác ngộ đối với cái chết rồi. Phương Tử Vũ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Huyền Trang hít sâu vào một ngụm khí, mỉm cười nói: Hóa ra cảm giác đại nạn không chết thoải mái như vậy. Phương Tử Vũ cười lạnh nói: Ai nói với ngươi hôm nay ngươi sẽ không chết? Huyền Trang cười nói: Không sao cả, chết ư? Không hề đáng sợ. Điều đáng sợ là cho đến chết vẫn không hoàn thành được chuyện mà mình muốn làm. Chết không nhắm mắt mới đáng sợ. Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng về phía Phương Tử Vũ, mỉm cười nói: Ngài thấy có đúng không? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 20 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Để theo dõi diễn biến của câu chuyện, mời quý vị và các bạn hãy đón xem trong các video sắp tới. Nhân tiện mình cũng xin thông báo, nay đã là 23 ông táo, cũng sắp hết năm và sắp đến Tết rồi. Do vậy kênh của mình từ hôm nay đến mùng 6 Tết âm lịch sẽ một ngày chỉ ra được 2 tập một ngày thôi. Chắc các bạn cũng đã hiểu, vì thế mong các bạn hết sức thông cảm. Nhân tiện mình cũng mong các bạn có những ngày cuối năm này luôn giữ gìn sức khỏe, để chúng ta có được một cái Tết đầm ấm cùng gia đình. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.